Chào đạo diễn Châu Thổ, năm 2017, lần đầu tiên Việt Nam ta sẽ có một bộ phim truyền hình dài 1.100 tập. Vậy không biết hiện giờ thì quá trình thực hiện bộ phim này tới đâu rồi ạ? Bây giờ chúng tôi đang quay phần 1, 45 tập. Tiến trình thì khá là vất vả bởi vì phim hình sự mà đòi hỏi cao. Võ Ngọc mấy hôm nay cũng đang rất là mệt mỏi vì là bỗng nhiên trời Sài Gòn vào tháng 12 mà vẫn bị áp thấp nhiệt đới, rồi mưa, mà toàn là đi quay đêm mà quay ở ngoài. Nói về những bộ phim hình sự từ trước đến nay thì có thể nói là nội dung của nó vẫn thường xoay quanh những cái vụ án, rồi thì là hành trình phá án. Được biết là nhà sản xuất Châu Thổ cũng từng nói là mục tiêu của Hồ Sơ Lửa đó là chúng ta sẽ tạo nên một series phim hình sự khác biệt. Vậy sự khác biệt ở đây là gì ạ? Cái khác biệt của trong cái bộ này đó là một cái đội đặc nhiệm với các cái nhân vật trong đội đặc nhiệm đó. Họ sẽ xuyên suốt dựa trên nguyên mẫu của những cái vụ án có thật của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các cái câu chuyện đi sâu vào đời sống những cái con người ở trong đội đặc nhiệm đó, những cái bi kịch của họ. Có khi họ đi giải quyết những cái vụ án ngoài nhưng chính bản thân họ thì không giải quyết nổi những cái câu chuyện trong gia đình họ, rồi tình đồng đội, rồi tình yêu của nhau trong đội, rồi cũng có ghen tuông, cũng rất là con người. Vâng, nếu bộ phim Hồ Sơ Lửa bấm máy hoàn thành được số tập và thành công về phát sóng thì có thể nói đây là một kỳ tích. Vậy chị có niềm tin như thế nào về kỳ tích này ạ? Đây là cái thời kỳ mà phim truyền hình bị khán giả đang quay lưng, rồi là các nhà quảng cáo họ cũng đang không mặn mà. Chính xác. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại rất là tự tin. Cái cảm giác tự tin ở chỗ là thế này. Lần đầu tiên tập hợp được rất là đông nghệ sĩ cùng làm, và gần như tất cả anh em đều lại rất là tâm huyết. Rất là nhiều đạo diễn, nhiều nghệ sĩ, nhiều kịch bản. Khi tôi làm cái này họ tìm đến và họ thấy cái sự hào hứng. Và đó là cái điều mà tôi thấy hạnh phúc nhất. Vâng, cũng như là bộ phim Cô Dâu 8 tuổi của Ấn Độ, nhà sản xuất của Hồ Sơ Lửa chắc chắn cũng có những cái phương án dự trù cho bất cứ một sự thay đổi nào có thể xảy ra về ekip, về nội dung kịch bản cũng như là diễn viên, có đúng thế không ạ? Vì sao khán giả rất là thích Cô Dâu 8 tuổi? Anh em trong nghề thì nói trời ơi ngắn lắm, nó rề rà, nó kéo dài. Nhưng khi mình xem, mình vẫn phát hiện thấy học hỏi ở đó rất là nhiều. Họ sản xuất một năm cũng cả 700 bộ phim, họ phải neo một cái gì đó rồi họ mới có quyền kéo khán giả, tức là họ điều khiển được cảm xúc của người ngồi trước màn hình, buộc khán giả phải xem, và mặc dù bực lắm, mặc dù khó chịu lắm nhưng mà vẫn phải chờ xem có chuyện gì sẽ xảy ra, là một cái. Thứ hai nữa, họ quay hầu hết trong phim trường, tiết kiệm. Thành ra từ đó để tôi cũng rút ra được nhiều thứ để mình cố gắng mình làm cái bộ này. Dĩ nhiên cái ngôn ngữ, cái phong cách kể khác nhau. Một cái hình sự thì nó phải luôn luôn action, phải luôn luôn tiết tấu nhanh, nó phải này kia. Nhưng mình phải cố giữ làm sao mà làm rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là gì? Về ánh sáng, về góc máy, về thủ pháp, về kịch bản. Nó phải chặt. Và nhiều cái vô lý nhưng mà mình phải làm sao cho khán giả tin và khán giả chấp nhận để chờ đợi. Tập tiếp theo. Tính đến thời điểm này thì không biết phần nào là phần khó nhất trong quá trình chúng ta thực hiện một series phim dài hơi này. Liệu đó có phải là kịch bản hay không ạ? Chính xác. Phần khó nhất hiện nay vẫn là kịch bản. Những biên kịch có nghề để làm phim series hiện nay thực sự nhiều người viết lắm. Nhưng mà viết kịch bản hay và để thành phim hay đếm chưa hết một bàn tay. Trong cả nước tôi có thể khẳng định cái điều đó. Thành ra tôi phải tìm ra một cái giải pháp. Tôi lập một cái ban, gọi là ban biên tập, đi lượm gọi như là những cái viên đá thô về, xong mình mới ngồi lại để mình mài. Vâng, một bộ phim 1.100 tập với kinh phí lên tới 300 tỷ đồng, kéo dài từ năm 2017 đến năm 2020. Ngoài những cái khó khăn về phần kịch bản như nãy giờ chúng ta trao đổi, thì một cái chiến dịch PR dài hạn chắc chắn là một yêu cầu thiết yếu. Việc lùm xùm giữa việc chúng ta đưa tên tuổi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và diễn viên Minh Hằng vào bộ phim Hồ Sơ Lửa, phải chăng điều này cũng nằm trong một cái chiến dịch PR dài hạn đấy? Có cái sự hiểu lầm này tôi cũng rất là đáng tiếc.
vì khi họp báo nó cũng hơi vội vàng. Nhưng mà thực ra thì cả một cái dự án lớn này, chúng tôi cũng phải vì một cái tên của một hoa hậu mới lên, mới đạt, hoặc là với một cô Minh Hằng, mà một ca sĩ chứ không phải là một diễn viên trong cái lĩnh vực này thực sự để PR. Và thực sự hiện nay chúng tôi chưa bắt đầu chiến dịch PR, vì sang tháng 3 năm 2017 phim mới bắt đầu phát. Nhiều khán giả hiện đang quan tâm và kỳ vọng vào bộ phim này, thế nhưng cũng không ít người tỏ ra vô cùng lo ngại với phong cách làm phim kiểu đấu tráng điện thoại và trình độ gọi là du ngủ của nhiều đạo diễn Việt, thì bộ phim này sẽ lại đi đến đâu, có bước vào lối mòn không đáng có hay không? Đứng trước những cái lo ngại và những cái băn khoăn này thì nhà sản xuất Châu Thổ sẽ nói gì ạ? Mọi người đang quan tâm xem nó sẽ như thế nào, đó là một cái kích thích để cho chúng tôi phải làm sao để cho họ thấy rằng là chúng tôi làm tốt hơn những cái gì họ nghĩ. Thôi cũng không nói đâu xa, ngay cả anh đạo diễn Lê Cung Bắc khi được mời trong cái hội đồng duyệt kịch bản và hội đồng duyệt phim, anh cứ hay xoa đầu tôi, anh nói em ơi cố lên nhá, bởi vì hết 70% người để nói tôi chẳng tin là con Châu Thổ nó làm được đâu, bởi vì là làm sao nó chuẩn bị được cái nguồn kịch bản như thế để mà làm được. Đó thì có 30% anh em trong nghề tin làm được thôi, huống gì là khán giả. Thành ra chúng tôi cứ thích như vậy, và mình đang lặng lặng cố gắng làm tốt nhất có thể. Đây cũng là một cái thách thức để cho mình lớn lên. Và tôi chỉ cảm thấy là rất là hạnh phúc, bởi vì có rất nhiều rào càng ngày càng cao để cho mình nhảy qua. Cảm ơn đạo diễn, nhà sản xuất Châu Thổ đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.